Hello tất cả anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với kênh mình. Hôm nay mình sẽ làm clip về 12 tựa game đang rất hot hiện nay nha. Rồi, giờ mình sẽ vào ngay tựa game tiên luôn. Úi xổ thôi, hay quá. Thôi kệ. Phía thật ra làm gì. Úi. À. Ăn tiếp phát lửa. Ăn con đạp luôn con sên. Úi xì. Rồi tốt nhất là không nên vớ phải làm gì. Ô oh. Nào bay lại nào. Ồ oh. Làm lại nào. Cái gì khó vậy. Ồ oh, shit. Thôi được rồi. Khoan đã, từ từ á. Ô, ô, cái giờ bạn mình lẹ kinh luôn, kinh khủng chưa? Lẹ nó phải như thế. Giống nhỉ? Úi giời. Úi giời. No. Bay vào đây nào. Ô ô ô ô ô được mẹ. Ôi no lại chết rồi. Ơi ta chết mấy cái pha rất là vớ vẩn, mình không hiểu rồi luôn. Ôi tiếng ngay ô oh. Đùa thế phải đến được chứ, cay tin nhở. Đã chết mấy mạng rồi. Ừ. Màn 3/2 mà như màn 10/10 này, màn 3/2 mà trời, như màn 10/10 khó quá, khó đối với mình, những người khác thì rất là dễ, mình chơi rất là gà. Ok. Này. Bay một phát qua. Bay lại. Không đi được. Qua. Wow. Thôi thôi thôi. Mất một sao thế nào. Đấy, cái chỗ để skill thần thành. Né. Né đạn nhớ. Tầm thế giới mình. Ôi sổ. Ôi ê. No 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 no. Ui. Ái xà. Kinh khủng chưa. Ui. Thế giời ơi, không đẻ kịp kìa, cay tích nhở. À, không thể, không được bỏ cuộc. Never give up.
Ôi. Rồi, ăn khoai được hai cái luôn. Con này hợp lý này. Oh yeah. Nhảy vô phát đẹp quá. Ấy, ok, bỏ qua đi. Có thể bỏ qua đi. Ui. Ui. Ôi. Ấy, chị. Mất máu hai phát kìa. Khó thế. Ôi, rùa phát đấy nhỉ? Mấy con ong mà sao biết thấy thấy sợ chưa? Mà sao biết đường này ấy nhá? Chết chúng mình ngay, thịt ong luôn các bạn. Thịt ngay. Ôi dạ. Một phát chạy đây một phát nữa, nó phải như thế đúng không bạn? Mày ong thì ong này, nói chung là mình tính cả cái đấy rồi. Lần này là không có chuyện chết được nữa đâu. Yeah, đã không chết 3 sao. Úi ôi, chết bao nhiêu lần đây? Chết tầm phải mấy chục lần, đâu có khoảng là 30-40 lần gì đấy. Nó không sao, cuối cùng mình đã vượt qua sa mạc à? Đéo ngay, đéo ngay. Đập cái chết luôn lòng. Oh shit. Oh shit. Tình hình này mới ván chết đi chứ lại phải tầm 30-40 lần gì đấy. Lại trở lại không sao, không từ bỏ. Mày chết. No no no. Ui bạn ạ, ngu nào mình cái ngu này, cay tí nhở, à, bấm nhầm, à thằng này đội mũ cối Việt Nam mà bảo sao đầu cứng như đá, ơ, đạp gai à, rồi, được rồi, mấy viên yêu bú gì rồi rồi. Chết bao lần rồi, phải kỹ năng đấy, cái kỹ năng úi sồi. Ui không ấy được, mày rồi. Thank you.
Ok, 2 sao thôi. Yeah. Tiếp tục xem màn nữa. 3/4. Màn này màn trong lâu đài à? Được không? Ủa. Điều ăn cho vàng này, ăn cho vàng này vừa hẳn kho báu luôn. À. Ui, toàn vàng thôi. Không sao. Cái gì vậy? Mình chết một quả nhảm nhí thế được. Mình ăn cái này để lấy cái hạt các bạn. Chị đi. Được khá nhiều điểm. Ôi. What the. Lại chết nhở. Cái tính nhở. Lại cái gì ui tôi cảm sao sao ăn cái lá đấy à. Ui, mình có mỗi cái mạng thôi. Đấy, thấy chưa? Chết. Xuống đấy là chỉ có chết thôi, không bao giờ sống được. Let's kill. Boom, 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 boom. Khó thế nhở. Không thích cho chú ăn hạt rẻ nhưng mà vẫn phải cho. Không để mất máu, không để mất máu. Con nong, no. Ê. Cay thế nhở, ta chết vớ vẩn không. Cái này bắn đấy là mình chỉ va tay vào thôi. Tiện thể bắn luôn. Tay à? Mày chết đi. Đấy, không sao. Thế là vẫn có hai mạng.
tu du 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 du. Hay quá, nhảy được 2 phát. Rồi, mình mới sống được. Thôi, tí chết. Tí chết. Oh. Ui ôi, ra mồ hôi tay quá, phát tay mà chết thì hơi bị chán luôn. Bum, bum, bum. Giời ơi, này chết kìa. 91% rồi, đùa tao. Mình sẽ phải qua màn này. Ăn được 2 sao rồi, cay thế nhở. Ôi dẹp đi, mình sẽ qua game tiếp theo. Xong clip này kiểu gì mình cũng xóa cay nhở. Ta chết kiểu không hiểu lý do luôn. Được cái áo con tổng à, đẹp quá nhở, đẹp phết. Con này có bộ quần áo là đẹp tí không nhở? Con này vào đấu lên. Cái dầu xanh này đẹp nhất à. Cái này đâu? Mình chọn tôm này chạy đây. Nó có đồ đẹp này. Thì cầm cái tông, cầm cái bóng chày à, cầm cái tông bồn cầu à, chết đi. Thank you.
vào cửa teleport. Cửa di chuyển. Vượt điểm ơi. Úi chị. Đầu dừa. Yeah, phải kỷ lục. Chơi rồi mà quỷ nãy mình chơi cái này xe đâm liên tục mùi mà nha. Ăn vào ngủ ngay và lên bánh xe mặt ngay. Ôi xịt, mày nhờ hai đều. Ui
nhân. Này thì dí, này thì dí này. Tào. Eo. Oh shit. Nước đi này không ngờ được các bạn ạ. Cứa kìa. 43 rồi luôn. Anh ơi, anh ơi, từ từ nói anh ơi. Chết ngay. Nhỏi, lùi. Chết và lửa. Ông tu gãy rồi. Chơi thằng này ốp. Vả liên tục mồm mà. Vả liên tục mồm mà. Tính cả rồi. Mình tính cả rồi. Ăn một cái gì nó mặt quá à. Thôi nó chú đen thôi. Rồi chú đen thôi. Cái này thì mình tính cả rồi. Điện ai. Nhớ. Rồi mình sẽ bắt đầu tiếp theo. Con thợ lặn. Mình mong là con đè này nó có thể xử lý được.
quá nhỉ. Chết. Xe. Wow. Chết đi. Yeah.
Oh shit. May quá. Rồi thôi, mình xin kết thúc video này tại đây nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả bạn trong những video lần sau. Bye.